tâm theo dõi chương trình chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bạn Ý Nhi. Bạn vừa nhận được visa du học Mỹ để biết được cái tâm lý của Nhi như thế nào, cũng như là Nhi đã vượt qua rào cản để nhận được visa như thế nào các bạn nhé. Chị xin chào Ý Nhi. Em chào chị. Em có thể giới thiệu về bản thân em cho các bạn biết được không? Vâng, em tên là Nguyễn Thị Ý Nhi, năm nay 20 tuổi. Sở thích của em là lướt web, chơi đàn guitar và đọc sách. Em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu và trường trung học phổ thông của em học là trường trung học phổ thông Nguyễn Du. Rồi, chị không biết là bây giờ thì mình nhận được cái visa rồi thì cái cảm nhận của em như bây giờ như thế nào ha? Dạ, em rất là vui vì hôm nay em được nhận visa, điều đó là rất là may mắn. Chị không biết là trước cái ngày đi phỏng vấn visa đó thì em có hồi hộp hay là có run không? Dạ, em có hồi hộp một ít nhưng mà cũng không đến nỗi là quá run. Khi mà quá run thì em chỉ biết là nghe nhạc thôi à. Rồi giữ gìn sức khỏe của ngày cái đêm hôm đó để sáng mai mình đi phỏng vấn. Rồi, chị nghe nói là em có vẻ rất là thích âm nhạc thì không biết là em có biết một cái bài hát hay là một cái khúc nhạc nào nhỏ không? Dạ, biết à. Em có thể gửi tặng đến các bạn được không? Thì chắc hát bài Mình Yêu Nhau Đi đi. Đó là cái bài đầu tiên em tập đàn guitar. Rồi, ok, nếu vậy thì em có thể hát bài đó đi ha. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Hay để chắc chắn anh có lắng nghe tim muốn gì, nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh ra nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi ngày ấy. Rồi, chị rất là cảm ơn Ý Nhi về một cái ca khúc rất là dễ thương như thế này. Vậy chắc phần nào ngồi đây em cũng đã cảm thấy trấn an hơn được chút xíu rồi đúng không? Dạ. Rồi, vậy cho chị hỏi là lý do vì sao lại quyết định chọn Mỹ để làm cái điểm đến của mình ha? Tại vì xét về Mỹ thì Mỹ là nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới. Rồi về nền giáo dục và y tế cũng phát triển. Em lại lựa chọn cái ngành về sức khỏe nữa, ngành Holistic Health. Thì em xét với các nước khác thì Mỹ là nơi thích hợp cho em đến để mà học cái ngành đó. Nếu vậy thì qua Mỹ em sẽ học tại cái trường nào em ha? Đầu tiên thì em sẽ học Anh Văn tại trung tâm Anh Ngữ EOS. Và sau đó em sẽ học ngành Holistic Health tại trường Van Rand Community College, bang Colorado. Và kế tiếp thì em sẽ chuyển tiếp lên đại học trường cao đẳng Van Rand Community College, là trường cao đẳng cộng đồng lớn nhất bang Colorado, được công nhận bởi các hiệp hội các trường cao đẳng và đại học ở phía Nam. Rồi có hơn 50 năm kinh nghiệm giảng dạy và mỗi năm thì thu hút trên 31.000 sinh viên theo học. Rồi ngành Holistic Health là một trong những ngành nổi bật trong số 70 chuyên ngành ở trường. Và sau khi học tại trường Van Rand Community College thì em có thể chuyển tiếp lên các trường đại học lớn của bang, ví dụ như là Colorado State University, University of Denver. Thời tiết của bang em sinh sống thì nó là thời tiết nó có hai mùa, mùa lạnh và mùa nóng, rồi đặc biệt là có 300 ngày nắng cả. Với lại bang thì rất ít người Việt, đó là điều kiện thuận lợi cho em có thể thực hành tiếng Anh với người bản xứ. Rồi bang là nằm trong top 15 bang có nền kinh tế phát triển ở Mỹ. Và giáo dục ở bang đó cũng phát triển với các trường đại học lớn như hồi nãy mình nói. Sau khi học xong bên Mỹ thì em trở về Việt Nam và ước mơ của em sẽ thành lập trung tâm chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Với các công việc như là massage trị liệu, yoga, châm cứu sau đó, bấm huyệt. Rồi, và chị cũng hy vọng là một ngày nào đó trong tương lai sớm nhất thì em có thể thực hiện được cái ước mơ của mình ha. Rồi vậy cho chị hỏi một chút đó là cái cảm nhận mà khi em làm hồ sơ tân đại dương thì em thấy thế nào? Khi mà mở mạng lên để tìm thông tin về du học thì em đều thấy là trên mạng thông tin đều đa số là của du học tân đại dương. Rồi với lại em cũng có một người bạn làm tại hồ sơ tại đây, cho nên
em quyết định vào đây làm hồ sơ. Mới đầu vô thì em cảm thấy công ty Thành Đại Dương rất là uy tín. Thì mới vô thì tại vì khi mà mình vô một công ty thì mình nhìn cái đội ngũ nhân viên ở đó thì mình cảm thấy yên tâm hơn. Rồi các anh chị thì làm việc rất là phải nói là rất là chuyên nghiệp ạ. Rồi tận tình nữa. Đôi lúc thì cũng rất vui vẻ nhưng đôi lúc thì cũng rất là nghiêm khắc. Lúc đầu thì em gặp chị Kim là cái người tư vấn cho em chọn ngành và chọn trường. Thì chị Kim rất là tận tình. Rồi phong cách chị Kim làm việc thì rất là chuyên nghiệp. Rồi còn anh Khôi thì anh Khôi phải nói là anh Khôi rất là giỏi về cái việc tư vấn, trả lời những cái câu hỏi. Các câu hỏi mình có thể trả lời với đại sứ quán. Rồi anh Khôi phải nói là một con người rất là nghiêm khắc ạ. Rồi anh Bảo Anh thì em được học tâm lý khi mà bước vào phòng phỏng vấn. Tâm lý anh Bảo Anh truyền cho em một cái cảm giác là không vững, nói chung là không có hồi hộp trước khi vào phòng phỏng vấn. Thì bây giờ mình đã có được visa rồi thì chị không biết là em có cái lời khuyên nào dành cho các bạn mà sắp sửa đi phỏng vấn xin visa du học Mỹ không đây? Trước khi vào phòng phỏng vấn thì mình phải giữ bình tĩnh đấy ạ. Khi mà bước vào phòng phỏng vấn đối diện với người sắp phỏng vấn mình thì khuôn mặt mình phải tươi lên. Khi vào đó thì mình không cần người ta chào mình trước nên mình phải chào trước để lấy cho mình cái thế chủ động. Đó là lời khuyên của em. Rồi, chị rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là những cái lời khuyên mà em đã dành cho tất cả các bạn. Và hy vọng là sau thời gian học bên Mỹ em có thể trở về thực hiện được ước mơ của mình. Chị cũng cảm ơn cái bài hát hồi nãy em có đưa đến các bạn ha. Rồi. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.